Bồ Tát cầu Bồ Đề, rõ đời chẳng phải đời, chẳng ở đời trụ xuất, vì đời bất khả thuyết, cũng chẳng ở trong ngoài như bóng hiện thế gian, vào nghĩa thâm sâu này, lìa dơ đều thấu triệt, chẳng bỏ tâm nguyện xưa, đèn trí huệ chiếu khắp, thế gian không bờ mé, trí vào đều bình đẳng, hóa khắp các quần sinh, khiến họ bỏ chấp trước quán sát pháp thâm sâu lợi ích chúng quần sinh từ đây vào trí huệ tu hành tất cả đạo bồ tát quán các pháp thấu rõ đều như hóa mà hành hạnh như hóa rốt giáo mãi không bỏ tùy thuận hóa tự tánh tu tập đạo bồ đề tất cả pháp như hóa bồ tát tu cũng thế tất cả các thế gian cùng với vô lượng nghiệp bình đẳng đều như hóa rốt giáo trụ tịch diệt ba đời hết thầy Phật tất cả cũng như hóa nguyện xưa tu các hạnh biến hóa thành như lai phật dùng đại từ bi độ thoát hóa chúng sinh độ thoát cũng như hóa hóa lực để thuyết pháp biết đời đều như hóa chẳng phân biệt thế gian hóa việc đủ thứ thù đều do nghiệp khác nhau tu tập hạnh bồ đề trang nghiêm nơi hóa tạng vô lượng khéo trang nghiêm như nghiệp làm thế gian hóa pháp lìa phân biệt cũng chẳng phân biệt pháp, đây hai đều tịch diệt, Bồ Tát hành như vậy. Biển hóa rõ nơi trí, tánh hóa ấn thế gian, hóa chẳng sinh diệt pháp, trí họa cũng như thế. Thứ mười nhẫn quán rõ, chúng sinh và các pháp, thể tánh đều tịch diệt như không chẳng xứ sở được trí như hư không lìa hẳn các chấp trước như không chẳng có gì nơi đời không chướng ngại thành tựu sức không nhẫn như hư không vô tận cảnh giới như hư không chẳng phân biệt hư không hư không không thể tánh cũng lại không đoạn diệt cũng chẳng đủ thứ khác trí lực cũng như thế hư không chẳng ban đầu cũng lại không giữa cuối lượng đó không thể được chí bồ tát cũng vậy quán pháp tánh như vậy tất cả như hư không không sinh cũng không diệt sở đắc của bồ tát tự trụ như không pháp lại vì chúng sinh nói hàng phục tất cả ma đều là phương tiện nhẫn tướng thế gian khác nhau đều không chẳng có tướng vào nơi chỗ không tướng các tướng đều bình đẳng chỉ dùng một phương tiện vào khắp các thế gian biết được pháp ba đời đều đồng tánh hư không, trí huệ và âm thanh cùng với thân Bồ Tát, tánh đó như hư không, tất cả đều tịch diệt. Như vậy 10 thứ nhẫn tu hành của Phật tử, tâm ý khéo an trụ, rộng vì chúng sinh nói, nơi đây khéo tu học, thành tựu lực rộng lớn, pháp lực và trí lực là phương tiện bồ đề thông đạt môn nhẫn này thành tựu vô ngại trí vượt qua tất cả chúng chuyển pháp luân vô thượng tu hành hạnh rộng lớn số lượng không biết được biển trí điều ngự sư mới phân biệt biết được bỏ ngã mà tu hành vào pháp tánh thâm sâu tâm thường trụ tịnh pháp dùng để thí quần sinh chúng sinh và bụi cõi còn có thể biết được các công đức bồ tát không thể độ hạn được bồ tát thành tựu được mười thứ nhẫn như vậy trí huệ và sở hành chúng sinh không dò được